Alo, chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình chiến đấu trên cái bàn sảnh MD5 để xem cầu kèo đi kiểu gì đây. Cầu đang đi kiểu cầu ngắn này. Ngắn sẽ đánh cầu nghịch nhá. Rồi làm tài xỉu đi. Làm 5 củ, hôm nay vốn đang có khoảng 40 củ anh em ạ. Ngắn sẽ đánh cầu nghịch. Để xem hôm nay kiếm được bao nhiêu. Rồi xỉu luôn anh em. Đánh cầu nghịch là hợp lý đấy anh em ạ. Quá hợp lý nhỉ. Rồi lại làm tí tài đi. 5 củ tiếp. Đánh vượt rồi, thôi đánh tạm thời thế đã. Để xem hôm nay kiếm được bao nhiêu nhá. Liệu có hút được độ chục hai chục củ không nhỉ? Rồi, quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi, tài 15 anh em ạ. Như vậy là cầu vẫn đang có xu hướng đi cầu 11 nhá. Cầu này bắt chết quả cầu 11 là hợp lý anh em ạ. Hợp lý luôn. Đẹp đấy nhỉ, vừa vào nhìn quả cầu 11 phát bắt chuột chỉ luôn. Rồi ok. Tay đánh 4 củ thôi. Để xem thế nào nhá. Xem hút được hay không đây. Ma nó đứng rồi anh em ạ. Đứng rồi. Vẫn cứ phải đánh chặn một tay nữa. Cược tiếp, đánh 5 củ nào. Xem thế nào nhá. Xem hút hay không đây. Rồi xỉu luôn anh em. Vậy là vẫn có xu hướng đi cầu ngắn anh em ạ. Cầu này vẫn đánh cầu nghịch được. Nói chung là đánh nghịch vẫn cứ là thích hợp đấy anh em ạ. Hoặc là nó chuyển sang cầu 22 mà mình vẫn sẽ đánh cầu nghịch nhá. Làm 5 củ đi. Để xem thế nào, liệu có đi nghịch được nữa hay không đây. Hút được hay không đây, cũng chưa kết quả nào. Tài 11 à. Như vậy là tiếp tục hút anh em ạ. Tiếp tục hút nhà. Lại được 15 củ rồi anh em ạ. Cố gắng kiếm thêm 5 củ nữa để xem có ok không. Rồi tay này sẽ đánh 3 củ thôi nhỉ. Rồi đánh giảm anh em nhé. Sẽ đánh giảm xuống. Không tham nữa. Để xem thế nào. Hụp được hay không đây. Mở bát. Xỉu mà đây, xỉu 7 anh em ạ. Vậy là ok rồi đấy.
Ok rồi đấy nhỉ. Hai củ nữa thôi là sẽ hoàn thành mục tiêu. Cố gắng nhá. Rồi hai củ, đánh đúng hai củ thôi để lấy đúng cái lãi 20 củ anh em ạ. Cầu đang đi cầu 1-1 rất là đẹp luôn. Cầu nghịch nhá, đánh cầu nghịch sẽ là hợp lý. Hợp lý đấy anh em ạ. Ok, để xem liệu còn đi được nữa không đây. Úp không đây, hy vọng là sang nào, sang đây. Ma nhà nó đúng tay cuối để đánh để nghỉ, nó lại đứng luôn anh em ạ. Căng đấy nhỉ. Rồi, vẫn cứ phải là mục tiêu kiếm 20 củ anh em ạ. Nếu như thấy khó quá thì có thể bỏ qua. Rất là nhiều trường hợp anh em đánh theo kiểu là muốn lấy tròn số lãi ấy là rất dễ bị toang luôn đấy anh em ạ. Để xem thế nào nhá. Tài 14 anh em ạ. Như vậy là cầu vẫn đi cầu ngắn thôi và cái mục tiêu của mình đã thành hiện thực rồi nhá. Đã thành hiện thực rồi. Trước khi nghỉ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái mẹo tiếp theo nữa này. Ở đây anh em thấy là cầu nó chủ yếu đi cầu ngắn thì mình sẽ thích hợp với cách đánh nghịch nhá. Nếu như anh em nào mà không đánh được cầu nghịch á thì những cái đoạn cầu như thế này anh em có thể là bỏ qua. Đó, còn ngoài ra thì anh em có thể là xen kẽ thêm cả cái cách đánh cầu 22. Ví dụ như nó đang đi xu hướng nào anh em bắt theo xu hướng đấy. Xu hướng đang đi 22 bắt 22, xu hướng đi 11 bắt 11. Nếu như đi theo cái kiểu này, lúc đứng lúc nghịch nhưng mà đừng có hai tay là cùng rồi thì anh em đánh cầu nghịch sẽ là thích hợp hơn. Ok cho anh em để xem tay này nó trả kết quả gì nhá. Xỉu anh em ạ, nó vẫn đánh đi cầu nghịch nhưng mình thì mình không đánh nữa bởi vì mình đang có một cái mức lãi cũng khá là đẹp rồi. 40 củ chưa lên 60 củ là một cái mức lãi 20 à 50% trên vốn rồi. Đó, chơi phải có điểm dừng anh em ạ, chơi không nên tham quá. Ok chị anh em, cầu này đánh cầu nghịch là hợp lý nhất. Rồi, anh em thấy video hay cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em.